thông báo hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị bà con khu trung tâm thương mại ở yên trong nhà để lực lượng y tế thực hiện test nhanh sàng lọc covid cộng đồng. Xin thông báo hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị bà con khu trung tâm thương mại ở yên trong nhà để lực lượng y tế thực hiện test nhanh sàng lọc covid cộng đồng. Xin thông báo hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, cố gắng đi, tập trung ra test hết đi cho nó an toàn. Đề nghị bà con khu trung tâm thương mại ở yên trong nhà để lực lượng y tế thực hiện test nhanh sàng lọc covid cộng đồng. Xin thông báo hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. À, nó phải chạy hết rồi nó mới hiện lên nha. À, này là ok phải không? Nó hiện lên. Này là cô em của hồi nào? Cô ai? Cô ăn bánh hả? À. Một bát. Chưa xong mà bác. Dạ. Có xúc miệng cái rửa kịp tay nè. Có cái tay của mình đó là tay của mình đang lại lại. Rồi ok. Bật đó. Ok. Đủ thời gian chứ nhá. Rồi, ok. Âm tính rồi. Chúc mừng. Rớt cái mắt kiến rồi kìa. Rồi bình thường thôi. Thank you.
che miệng lại. Tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị bà con khu trung tâm thương mại ở yên trong nhà để lực lượng y tế thực hiện test nhanh sàng lọc covid cộng đồng. Xin thông báo hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị bà con khu trung tâm thương mại ở yên trong nhà để lực lượng y tế thực hiện test nhanh sàng lọc covid cộng đồng. Xin thông báo hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức